Thị trường ngày hôm nay có một phiên Tết cung cực kỳ đẹp với thanh khoản thấp sau một phiên giảm hỗn loạn vào ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì nhiều các những mảnh có những cái mức tăng điểm rất là tốt và nhiều những cái mã cổ phiếu xuất hiện một cái cây Tết cung ví dụ như một số những cái mã cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, khu công nghiệp hay là một số những cái mã cổ phiếu đầu tư công. Thì sau cái phiên ngày hôm nay thì dự kiến trong một vài phiên sắp tới thì trường nó sẽ có một cái cây bùng nổ, một cái phiên xác nhận. Vậy thì phiên xác nhận đó nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ mua hay là bán? và mình sẽ theo dõi cái phiên đó như thế nào à, thì trong cái buổi video ngày hôm nay à, thì mình sẽ phân tích kỹ với anh chị à, về cái phiên ngày hôm nay là như thế nào à, cũng như là về cái định hướng cho mọi người à, trong cái phiên ngày mai à, cũng như là trong những cái phiên sắp tới ok anh chị ha rồi thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư à, đã quay trở lại với kênh của nguyên đạt official à, thì em là nguyên đạt à, ngày hôm nay như thường lệ thì vào một thứ ba chúng ta lại gặp nhau trong một cái video bản tin thị trường à, để nhìn làm một chút về thị trường của cái phiên ngày hôm nay À phiên cũng có khá là nhiều cảm xúc. nhưng qua về một số các cái mã, các cái mã cổ phiếu à, để định hướng với anh chị trong cái phiên ngày mai, à, cũng như là một số những cái mã cổ phiếu tiềm năng à, có khả năng à, tăng mạnh trong những cái phía sắp tới để anh chị có thể nắm qua. À, trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh chị bỏ ra vài giây ha. À, xem video thì anh chị bỏ ra vài giây. Nhấn giúp em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. À cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh. À quên, à, tạm thời à, à, thông báo với anh chị một chút xíu thì trong tầm khoảng là ngày à, chủ nhật tuần sau là vào ngày 5 tháng 11 thì em có tổ chức một cái buổi học chia sẻ với anh chị một số các cái điểm mà chúng ta chuẩn bị cho một cái trận đánh lớn Em sẽ chia sẻ với anh chị một số điểm rất là quan trọng để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái nhịp sóng sắp tới anh chị luôn là nhiều chị hỏi là vì sao em lại tổ chức vào ngày năm bởi vì anh chị luôn là với cái góc nhìn của thị trường hiện đại thì nếu mà thị trường tạo ra một cái sóng trên và một cái sóng chu kỳ lớn một cái sóng mạnh như vậy thì phải tầm khoảng một tháng nữa một tháng đến một tháng rưỡi nữa. Đã, nên là em sẽ tổ chức vào cái buổi chủ nhật tuần sau để cho cái chị anh chị chuẩn bị dần. Đã, còn cái nhịp này thì mình chúng ta giao dịch trong cái giao dịch ngắn hạn và giao dịch trong cái nhịp hồi thôi, gọi là trong cái vùng đi ngang thôi. mà giao dịch trong cái nhịp hồi á, thì em đã hướng dẫn với chị, với chị trong tầm khoảng lần tuần trước rồi. Đã, nên là trong tuần tới thì em sẽ hướng dẫn với anh chị là ở trong một cái trạng đánh lớn và trong một cái chu kỳ lớn và trong một cái tranh mạnh á, thì một số các điểm anh chị cần chuẩn bị là như thế nào. À, vậy nên nếu anh chị nào muốn học cái buổi học này á thì anh chị có thể liên hệ qua bạn trợ lý của em số điện thoại là 0903 à, 943 166 là bạn dung à, để bạn có hỗ trợ anh chị đăng ký à, chủ nhật tuần sau chúng ta học anh chị ha rồi ok rồi à, cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ok phần đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái vận động của thị trường à, trong cái phiên ngày hôm nay à, phiên giao dịch ngày 24 tháng 10 thị trường ngày hôm nay đóng cửa cái mức là 1.105,90 điểm à, tăng hơn 12 điểm và đúng mức à, và đóng cửa cái mức là thanh khoản là khá là thấp thôi. À là 10.460 tỷ với 355 mã tăng và 142 mã giảm. Trong rổ Vin30 thì có 26 mã tăng, 3 mã tham chiếu và 1 mã giảm. Thì ngày hôm nay là một cái phiên tăng điểm khá là tốt của thị trường. sau một cái phiên giảm điểm khá là hoảng loạn vào ngày hôm qua Ngày hôm qua thì thị trường nó có một cái phiên giảm điểm cũng tương đối mạnh Với nhiều những cái mặt cổ phiếu nó cũng giảm tầm khoảng 3-4% ngày hôm qua Nhưng mà thanh khoản của thị trường ngày hôm qua là nó không có cao Trong cái buổi video ngày hôm qua thì mà nói chỉ là cái phiên du ngày, ngày hôm qua đó Thì nó giống như cây này này À, tức là nó giống như cái cây ngày ngày năm tháng 10 tức là nó nó là một cái phiên giảm điểm nhưng mà thanh khoản nó không có à, thì kỳ vọng thì thị trường ngày hôm nay sẽ có một cái cây tết cung để nó hấp thụ lại cái cây ngày hôm qua à, tức là xanh đỏ xanh à, thì thì nó thể hiện cái sự đảo chiều à, một cái cặp đảo chiều ở à, trong những cái phiên vừa rồi à, thì ngày hôm nay là thị trường nó đi đúng kỳ vọng là thị trường nó có một cái phiên à, một cái phiên phục hồi khá là tốt à, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một cái về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay à, để chị xem thị trường ngày hôm nay là như thế nào và vài biểu hiện vì sao lại nói là cái cây ngày hôm nay là cái cây tết cung thứ nhất nó là một cái cây tết cung của thị trường và thứ hai nó cũng là một cái cây nó cũng là một cái cây tết cung của rất nhiều các cái nhóm anh cũng là các cái mã cổ phiếu ở trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy là buổi sáng thì thị trường ngày hôm nay là có những cái nhịp rung lắc đó thì trường ngày hôm nay thì buổi sáng chị ý kỹ là buổi sáng thì nhiều những cái mặt cổ phiếu và các cái những mảnh nó có những cái nhịp rung lắc đối bạn. À, tương đối mạnh tuy nhiên vào tầm khoảng đầu giờ chiều tầm khoảng buổi chiều buổi chiều đó đi thì cái lực cầu nó vào tốt hơn à, và cuối phiên thì các cái mặt cổ phiếu nó kéo khá là nhanh và đóng cửa cái mức là một nghìn à, vài chín à, đóng cửa lâu quan tầm khoảng là một một à, thì thị trường chỉ thấy làm những cái phiên tái cung á, thì cái đặc điểm của nó là gì là nó sẽ giảm sáng và nó sẽ tăng vào buổi chiều anh không và với một cái thằng còn thấp hay là một số những cái mặt cổ phiếu ngày hôm nay ví dụ như một số những cái mặt cổ phiếu nhóm nhóm chứng khoán đây ví dụ như VND đó anh chị ha nó, nó là một cái phiên này đã nó giảm buổi sáng và nó phục hồi buổi chiều này hay là những cái mặt cổ phiếu như thằng SHS này à, SS2 này đó, nó cũng là một cái phiên rung lắc buổi sáng và nó sẽ có những cái nhiều phục hồi buổi chiều thì khi mà phục hồi buổi chiều thì cái dòng tiền nó vào nó tốt hơn À, dòng tiền nó gia tăng gia tăng nó nó có những cái những cái phiên mà nó gia tăng buổi chiều dòng tiền à, thì đó là cái đặc điểm của một cái phiên Tết cung à, với rất nhiều những ngành những ngành trong cái phiên ngày hôm nay à, thì về cái mặt vận động á thì em đánh giá thị trường ngày hôm nay nó là cái phiên vừa tuần đối tốt à, thứ nhất á là thị trường nó nó nó, nó phủ định lại được cái phiên ngày hôm qua à, thứ nhất là thị trường nó phủ định lại được cái phiên ngày hôm qua và thứ hai là ngày hôm nay thì em thấy là cái sự đồng đều ở nhiều các những ngành đó, nó tốt hơn ví dụ như là anh chị thấy ngày hôm bữa thì một số những cái mạng cổ phiếu như là nhóm chứng khoán hay là đặc biệt là những cái mà cổ phiếu bất sản nó xanh thôi nhưng mà ngày hôm nay chị thấy là một số tín hiệu của những cái mã cổ phiếu như là khu công nghiệp, à, như là đầu tư công, hay là một số những cái mã cổ phiếu như là nhóm à, một số những cái mã cổ phiếu như là nhóm à, bất động sản, bất động sản công nghiệp, đầu tư công hoặc là một số những cái mã cổ phiếu như là nhóm à, gọi là nhóm à, thủy sản thì nó cũng có những cái mức tăng điểm, tôi đối tốt trong cái phiên ngày hôm nay. Nói tức là ngày hôm nay thì cái phiên ngày hôm nay á thì nó tốt hơn à, so với những cái phiên vừa rồi, là em thấy là có nhiều các cái nhóm cổ phiếu nó phục hồi à, với một cái biên độ nó tốt hơn. Đó, thì anh thấy là đó là điểm cộng của thị trường ngày hôm nay thì anh chị nói hiện tại á, là chúng ta đang kỳ vọng là thị trường đang tạo ra một cái vùng cân bằng à, tức là hiện tại là thị trường đang tạo ra một cái vùng cân bằng như thế này thì anh chị nói là khi mà thị trường nó tạo một cái vùng cân bằng như này á, thì thị trường nó đang gì nó đang tạo một cái vùng cân bằng theo dạng đi ngang. tức là như này anh chị tức là hiện tại là thị trường nó không có tạo đấy thêm một cái dạng cân bằng là gọi là co giật à, gọi là có cái độ nảy và nó theo dạng hai đấy mà nó tạo những cái vùng cân bằng nó dạng đi ngang như thế này anh chị hình dung không ví dụ như là này là nảy này à, tức là nó co nó đạp nó co nó đạp tức là nó sẽ có cái độ nảy trong cái quá trình mà nó nó tạo đáy à, hay là những cái nhịp như này là nó tạo đi ngang này tức nó chỉ giữ giá đi ngang thôi à, hay là những cái nhịp như này đó, là thị trường nó chỉ nó chỉ giữ giá đi ngang trong cái biên độ đó, thì em thấy là thị trường nhịp hiện tại như thế này á, là hiện tại nó đang tạo đáy theo kiểu đi ngang tức là cái vùng cân bằng của thị trường á, là nó đang kiểu đi ngang như thế này thì anh chị là khi mà thị trường nó tạo một cái vùng kiểu đi ngang như thế này á, thì thị trường nó chỉ xác nhận tạo đáy thành công khi thị trường nó có một cái phiên xác nhận đi lên nha vậy đó, tức là thị trường nó xác nhận đi lên à, với một cái mức thanh khoản em nghĩ là nó không còn quá cao đâu như chị nó à, phải gấp 2 gấp 3 thì mới là không cần quá cao em mới là nó cao hơn cái mức trung bình Hoặc là nó cao so với những cái phiên giao dịch mà trong cái vùng cân bằng là được em ví dụ trong cái những cái vùng cân bằng của thị trường là thị trường nó quanh quanh tầm khoảng là 500 đến tầm khoảng 600 triệu cổ phiếu thì trong những cái phiên sắp tới thì thị trường nó có một cái phiên xác nhận tầm khoảng là sáu rưỡi đến 700 triệu cổ phiếu là ok anh chị ha Đó, ví dụ nó có một cái phiên mà cái vô ví dụ những cái phiên sắp tới mà xác nhận á thì cái vô nó tầm như này là được anh cái vô nó tầm như này là được À, nó có một cái phiên như này vô nó cao những cái phiên rồi là được nha cao hơn chứ được à, tầm khoảng là bảy sáu trăm đến tầm khoảng là bảy trăm tám trăm triệu cổ phiếu thì như vậy nó sẽ là một cái phiên xác nhận phù hợp rồi thì bây giờ thì em sẽ chia sẻ với anh chị luôn nha thì thông thường những cái phiên xác nhận của thị trường á như thế nào là tốt đầu tiên em sẽ nói lại này à, cái này thì em nói nhanh qua nói chung là sau này em có cơ hội thì em sẽ chia sẻ với anh chị kỹ hơn nhưng mà cái này em nói nhanh qua thôi đầu tiên á nếu anh chị nào để kỹ một cái phiên mà xác nhận gọi là một cái phiên xác nhận tốt nha thì buổi sáng là chị anh chị nhìn anh chị biết liền em sẽ chia sẻ với chị một số kinh nghiệm nha đầu tiên á là anh chị sẽ nhìn cái mặt về thanh khoản với em. ví dụ như là anh chị thấy là thanh khoản của những cái phiên rồi rất là thấp thì anh chị để ý gửi nha trong một cái phiên mà thanh khoản của thị trường mà nó tốt á tức là sao tức là thanh khoản của thị trường xin lỗi chị trong một cái phiên xác nhận của thị trường mà nó đủ điều kiện nó không cần quá lớn đó nó đủ điều kiện là được thì anh chị là tầm khoảng 10 giờ này tầm cái chỗ này này anh chị là nó sẽ bung lên đó là cái đoạn này anh chị là nó sẽ cao hơn cái phiên như này đó, tức là nó sẽ bung lên một chút xíu nó không cần bung lên quá lớn nhưng mà nó nó bung lên so với cái mức thanh khoản ngày hôm nay là ok tức là tầm khoảng 10 giờ 10 rưỡi là anh chị thấy là đã bung rồi cái thứ hai á là anh chị để kỹ nha ngày mai á tầm khoảng 10 giờ đến 11 giờ thì sẽ có rất nhiều những cái mã cổ phiếu của một cái dòng nào đó nó sẽ tăng lên và cái vô nó phải vào ví dụ như là có thể là dòng bất sản hay là những cái mã cổ phiếu nhóm chứng khoán hay là những cái mã cổ phiếu nhóm gì đó nhưng mà mình nghĩ là với giai đoạn hiện tại thì nghĩ là nó sẽ tập trung vào nhóm bất động sản chứng khoán hoặc là khu công nghiệp thì nó sẽ để dòng tiền vào ngày mai bởi vì anh chị lưu là cái bản chất vì sao là thị trường nó lại buông khối lượng lên anh chị hồi nãy em có nói gì là thị trường chung nó sẽ buông khối lượng lớn nó sẽ buông khối lượng lớn không thì cái bản chất của thị trường khi mà nó bung khối lượng đó, thì chắc chắn vì là khi mà thị trường buông khối lượng thì trên thị trường nó phải có cái dòng nào đó nó có dòng tiền bởi vì sao bởi vì cái 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 cái, cổ phiếu nó tạo nên thị trường chứ không phải thị trường tạo nên cổ phiếu nên khi mà thị trường mà nó bung khối lượng tầm khoảng 10 giờ 10 rưỡi ấy, chắc chắn anh chị là trên thị trường nó sẽ có một số cái nhưng mà nó sẽ đổi đẩy dòng tiền vào và thông thường nó những cái nhóm mà nó nó sẽ nằm trong những cái nhóm ngành khỏe ấy. những nhóm mà nó có sự đồng đều nó không có yếu trong thị trường hoặc là ít nhất là nó phải ngang bằng so với thị trường thì mới là ba cái nhóm ngành chị theo dõi ngày mai đó là dòng chứng khoán bất động sản và gì và khu công nghiệp nó hoặc là có thể nhóm ngành gì đó nhưng mà mới là nó sẽ quanh quanh ba nhóm này thì trong khoảng ngày mai á, thì chỉ theo dõi cái khung 10 giờ đến 11 giờ giúp em thứ nhất là về cái mặt thanh khoản của thị trường cái thứ hai á, là gì là cái mặt vận động của một số các nhóm mặt thứ nhất là những nhóm mang tính về cái mặt dòng tiền như em nói cái thứ hai là trên thị trường nó nên có một sự lan tỏa tốt hơn ví dụ như em ví dụ em ví dụ thôi nha ví dụ nha ví dụ như là ngày mai chứng khoán nó sẽ là một cái nhóm nó đẩy dòng tiền vào nó dàn là cái nó có bùng nổ vào ngày mai thì các cái nhóm mạnh khác nó cũng có một sự tăng nhẹ à, ví dụ như là thủy sản nó không tăng nhiều nó phải tăng ít hoặc là những cái mặt cổ phiếu như là gì đầu tư công hay là gì dệt may à, tức là gì tức là nó sẽ có sự lan tỏa nhẹ ở các cái nhóm ngành khác à, cảng biển rồi phân bón ví dụ như vậy anh chị nhưng thì như vậy nó sẽ tạo một cái nên một cái phiên gì phục hồi xin là chị một cái phiên xác nhận ok đó còn ví dụ như chị thấy là ngày mai tầm khoảng buổi sáng thanh khoản của thị trường nó tạo ra cái sự hưng phấn nhưng mà gì nhưng mà tiền nam vô thứ hai là gì thứ hai là trên thị trường có nhiều cổ phiếu nó đỏ thứ ba là gì thứ ba trên thị trường không có nhiều những cái mặt cổ phiếu mang tính gọi là dẫn dắt về mặt dòng tiền thì cái phiên xác nhận ngày mai có thể là một cái cây bull trap ngắn hạn À, gọi là một cái phiên gọi là một cái phiên xác nhận không thành công đi để nói buôn tráp thì anh chị nghe anh chị hơi sợ gọi là cái phiên xác nhận không gọi là không đạt à, OK thì khi mà nó có những cái phiên xác nhận không đạt thì có thể lên trình lên xin test lại những cái giọng phía sau. Nãy nhưng mà đó thông thường nó sẽ là một cái phiên xác nhận như vậy OK vậy ha. đó thì anh chị theo dõi kỹ trong cái phiên ngày mai hoặc là anh chị có thể là nốt lại để chúng ta hiểu theo dõi kỹ sau này trong những cái vùng mà thị trường nó xác nhận đi lên thì cái đặc điểm của cái phiên xác nhận nó sẽ như thế nào. Cái này thì anh chị nào theo hay theo dõi cái video của em á thì cũng đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì em thấy là vẫn có nhiều gì hỏi nên mà cũng sẽ chia sẻ lại luôn. À, tốn gọn là gì? Thứ nhất là thanh khoản. Thứ hai, phải có một cái dòng cổ phiếu nào nó vượt trội vào ngày mai, đặc biệt buổi sáng. Cái thứ ba này là cái sự lan tỏa của thị trường đó, nó nên tốt một chút xíu. Ví dụ như là ngày mai, đây, mà chị thấy là cái phiên của thị trường mà thanh khoản gì, gọi là một cái phiên xác nhận đi, mà ngày mai tầm khoảng là 200 rưỡi mà giảm, thì thôi bỏ anh à, tức là cái 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 vấn chỗ tăng với chỗ giảm là mà ngày mà ngày mai vậy, cái phiên xác nhận gì mà tầm khoảng trăm tám hai rưỡi mà giảm là không ngon tầm khoảng ba trăm rưỡi bốn trăm là ok tức là cái sự lan tỏa của thị trường á nó có sự lan tỏa tốt hơn thì như vậy thì nghĩa là nó sẽ ok cái ngày, ngày à, và cái phiên xác nhận ngày mai và cái phiên xác nhận ngày mai đó còn nếu mà chị thấy là những cái đặc điểm mà nó không giống như em nói thì cái phiên ngày mai nó có thể là một cái phiên xác nhận nó không quá ok và khi mà không xác nhận không quá ok thì nhiều nhiều những cái mà cổ phiếu nó có thể bị nó sẽ bị tán ngược lại nó giống như cây này à tức là giống như cây này tức là thị trường nó có một cái nhịp gọi là một cái nhịp buôn lên buổi sáng anh chị nhớ cái phi ngày 29 tháng 9 không là thị trường nó cũng tăng rất mạnh ở buổi sáng nha anh chị nó tăng rất là tốt ấy. nhưng mà sao nhưng mà thanh khoản nó không có và nhiều những cái mặt cổ phiếu cái phiên nó cũng giảm nữa nên chỉ là sau đó nó bị tái ngược lại và nó bị giảm ngược lại luôn đã nên là chị theo dõi kỹ cái phiên giao dịch ngày mai à, cũng như trong cái sắp tới để chị biết được là ở cái phiên đó nó có phải là một cái phiên xác nhận hay là không à, và cái phiên đó nó có phải là một cái phiên để để xác nhận thị trường nó ổn mới lại chưa nó à, còn không là thị trường nó vẫn sẽ lên xin tiếp Ok, tiếp theo á, thì em sẽ nói với anh chị vấn đề về mua đã. Vấn đề về bán thì bây giờ em không, có tư vấn nữa nha Vấn đề về bán thì nói chung là họ bữa trong những cái phiên như, trên những cái phiên như này thì em đã hướng dẫn với anh chị rồi Còn bây giờ mình chúng ta chỉ nói vấn đề về mua thôi còn, còn với những anh chị nào bắt đáy hôm bữa giờ thì anh chị có thể Ví dụ anh chị bắt đáy trong những cây này cái này á đã. Thì bây giờ về anh chị có thể canh rãi anh chị ra anh chị chốt Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ nói luôn vấn đề về, mua Thì anh chị nói là khi mà anh chị mua một cái cổ phiếu á khi mà anh chị mua một cái cổ phiếu nó sẽ có hai yếu tố nó sẽ tác động đến cái cổ phiếu anh chị nó có ok không cái yếu tố thứ nhất á, là yếu tố của thị trường và yếu tố thứ hai á, là yếu tố của cổ phiếu yếu tố cổ phiếu là như nào ví dụ anh chị ở uh, mua với gì đường MA a hoặc là gì anh chị mua một hai đáy à, hoặc là anh chị mua xác nhận à, hay là anh chị mua nói chung là nó có nó là cái điểm mua gì đó mà anh chị đang dùng Hoặc là cái yếu tố của cổ phiếu à, cái thứ hai là yếu tố của thị trường thì anh chị lưu là khi trong giai này em nghĩ đã có rất nhiều những cái mà cổ phiếu nó đã, đã có điểm mua rồi ví dụ dòng bóng sản như là một số những cái mà cổ phiếu nó đã, đã có điểm mua thậm chí là trong khoảng một hai phiên trước rồi, nó đã có điểm mua rồi hoặc là thậm chí ngày hôm nay thì em thấy là đã có một số điểm mua với những cái mã cổ phiếu chứng khoán rồi ví dụ ngày hôm nay có nhiều gì hỏi là đạt ơi điểm mua này ok thì em nói điểm mua này ok nó xét về cái mặt điểm mua nha thì nó nói là ngày hôm nay có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó đã có điểm mua rồi nó đã có những cái nhịp test đấy và nó có những nhịp test cung rồi thì em với anh chị nào mua ngày hôm nay thì vẫn được tức là nó, nó thỏa mãn điều kiện này à, là nó cổ phiếu nhưng yếu tố của thị trường chung á, thì nó chưa có thỏa mãn đó, anh chị ha đó, nên là anh chị lưu là ví dụ anh chị nào mua trong những cái phiên giao dịch vừa rồi hoặc ví dụ trong những cái phiên giao dịch sắp tới khi mà thị trường nó chưa có xác nhận anh chị mua thì khi mà chị mua cổ phiếu nhiều chị họ đi mua được không thì mình là vẫn được à, nhưng mà nó sẽ bị một cái trường hợp là nếu mà thị trường chung nó nó bị bất ổn em nói vấn đề về thị trường chung nha tức là nếu mà thị trường nó có vấn đề ví dụ nó gãy vốn lớn chẳng hạn thì cái mà cổ phiếu anh chị nó cũng sẽ có cái vấn đề đó thì để mà giải quyết cái trường hợp này đó, thì để giải quyết cái trường hợp là à, làm sao để có thể tối ưu nhất đó, thì nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề về đi vú tức là sao tức là ví dụ anh chị anh chị anh chị cắn tẩy đi anh chị cắn tẩy à, thì khi mà chị mua sớm mua sớm gọi là mua chấp nhận rủi ro đó thì anh chị mua ví dụ anh chị định cắn tẩy và anh chị định giải ngân tẩy thì khi mà chị định mua sớm thì anh chị giải ngân tầm khoảng một hai mã gì đó mỗi mã tầm khoảng trăm trăm rưỡi triệu gì đó à, có thể là giải ngân một phần à, để để làm gì để thứ nhất là để né thị trường tức là để để đảm bảo là ờ à, mình không gọi là mua full quá sớm cái thứ hai là nó sẽ xử, xử, lý cho chị vấn đề về tê cộng bởi vì khi mà chị mua một ôn một, 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 phát mà thị trường nó sập một phát là anh chị sẽ không xử lý được thì sau này khi mà thị trường nó xác nhận lên đó thì chị sẽ mua nó sẽ thoải mái hơn còn nếu chị mua sớm thì chị có thể là dùng cái cách giải ngân như vậy tức là chị giải ngân ít và có thể là theo dõi các cái mặt cổ phiếu để chị giải ngân rải ra ví dụ ngày hôm nay chị mua mã A ngày mai mua mã B ngày mai ngày mốt mua mã C chẳng hạn để né trường hợp là ví dụ anh chị khi mà chị mua mã C sắp tới khi mà chị mua mã C đây ngày thứ ba và tự nhiên tự nhiên thị trường nó giảm cái đùng cái là chị phải có cái hàng sẵn để anh chị mua trước thì chị giải anh chị hiểu anh chị hiểu cái cách này không đã, còn ví dụ em nói với chị là anh chị nào an toàn thì cứ đợi thị trường nó xác nhận đi lên thì anh chị canh những cái nhịp rung lắc anh chị giải ngân chị sau anh chị mua ok anh chị ha em ví dụ như là ngày mai thị trường nó có xác nhận thì em nói với chị là sau cái phiên xác nhận đó trên thị trường đầy cái cổ phiếu anh chị mua bởi vì sao bởi vì chủ là cái bản chất của sống hồi ấy, nó là sống yếu thì khi mà sống yếu nó sẽ lên nó chỉnh tầm lâm rồi chứ nó không có chạy một mạch nó không có chạy như đoạn này đâu nha nó không có chạy như đoạn này anh chị hoặc là ví dụ nó không có chạy như cái đoạn này nó không chạy như cái sóng này đâu anh chị bởi vì cái sóng hồi cái bản chất của nó là cái sóng xoay quay và cái sóng cái trên của thị trường là trên xuống thì khi mà thị trường ví dụ ngày mai nó có xác nhận nha ngày mai có thể có xác nhận nha thì trong những cái phía, phía sau nó rủ, nó co nó giật nó co nó giật tức là lên rủ rũ lên rủ rủ, lên rủ kiểu như vậy chứ nó không có tăng nhận đứng được đâu à, nên là chị nắm cái góc như này để anh chị thoải mái anh chị giải ngon tức là sao tức là ví dụ như là ngày mai thị trường nó có xác nhận à, thì mình sẽ giải ngân nó sẽ thoải mái hơn à, còn ví dụ chị nào mà em ví dụ như là ngày hôm nay anh chị giải ngân vẫn được ngày hôm nay em thấy là có nhiều anh chị giải ngân. à, và ngày mai ví dụ như thị trường nó chưa có xác nhận anh chị vẫn có thể giảm ngân nếu cái cổ phiếu anh chị có điểm mua anh chị Nhân, tức là sao tức là thị trường chung này à, và cổ phiếu thì trong những cái phiên sắp tới đó, nếu mà cái mặt nếu mà thị trường chung tốt mà cái cổ phiếu anh chị nó có điểm mua thì sao anh chị giải ngân vô tư à, nhưng mà nếu mà thị trường chung nó không tốt tức là nó chưa tốt à, mà cái cổ phiếu anh chị có điểm mua thì anh chị vẫn giải ngân à, tức tức là sao tức là thích cứ cái nhất vô thích cứ nhất vô à, nhưng mà giải ngân với cái tỷ trọng gì nó ít hơn và giải ngân với gì với cái cường độ là rải ra tức là gì tức là mỗi ngày đừng có dồn hết tiền mà cổ phiếu vô một ngày anh chị giải ngân mà cứ rải ra ngày một ngày hai ngày một ngày hai để gì để cho cái 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 danh mục của mình á lúc nào phải có hàng sẵn nên chị xử lý anh chị hiểu anh, anh chị hiểu cái cách giao dịch nhau ok ha đó thì đó là định hướng với anh chị à, bởi vì em thấy là hiện tại có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đã có điểm mua rồi lát nữa thêm sẽ nó kỹ hơn à, nhưng nên nhưng mà nhiều anh chị vẫn sợ thì em có hướng dẫn như vậy để anh chị có thể canh chị dễ hơn ok rồi right. à, nó là một lần nữa này à, hơn, buổi chiều ngày hôm nay thì vẫn có nhiều anh chị hỏi em là nhiều chị hỏi em là đã dạ, gửi ví dụ cái sống này chị đứng ngoài được không được đã, còn ví dụ anh chị nào mà mà muốn à, đánh một cái sóng mà nó lớn hơn và sóng một cái tre mà nó mạnh hơn trong tầm khoảng lần tháng tháng rưỡi tới đó, thì anh chị tham gia cái buổi học này của em trong chủ nhật tuần sau thì em sẽ hướng dẫn với anh chị là sắp tới em sẽ cần chuẩn bị những cái điểm gì để chuẩn bị cho một trận một cái trận chiến lớn còn em đang hướng dẫn với anh chị là trong cái dòng này đó, nó là một cái trận đánh nhỏ gọi là một trận gọi là một trận chiến nhỏ gọi là, nhỏ, gọi là kiếm từng lẻ thôi kiếm từng lẻ còn hiện tại thì để nhiều nhà hỏi là bây giờ mà kiếm từng lớn hoặc là đánh lớn được cho em chưa Đã, thì nếu anh chị nào mà không muốn tham gia cái nhịp này anh chị có thể đứng ngoài em 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 chia sẻ thẳng luôn nha bởi vì trên cái video này thì vẫn có rất nhiều chị khách hàng của em à, anh chị khách hàng của em anh chị uh, xem thì ví dụ khi mà chị giao dịch thì em có phí hoặc là em có tiền thôi nhưng mà em nói bây giờ anh chị nằm không giao dịch được có thể nghỉ <laughs> thoải mái vậy tức là cái nhiệm nào anh thấy là ờ à, mình kiếm tiền lẻ là mình nói kiếm tiền lẻ còn cái nhiệm nào mà có thể kiếm tiền lớn thì có thể mình đánh kiếm tiền lớn đó thì nếu anh chị nào mà không giao dịch được trong cái nhịp này hoặc là anh chị nào mà ngại hoặc là có cái vấn đề gì đó thì anh chị có thể đứng đứng ngoài à, hoặc là anh chị có thể giao dịch ít à, ví dụ như bạn chị có thể giao dịch ít À, thì uh, sau này khi mà thị trường nó có một cái trend lớn hơn á, thì em sẽ hướng dẫn về đánh một cái trend mạnh hơn của thị trường trong dần sau. À, thì em chỉ có thể tham gia cái buổi học của em trong cái chủ nhật tuần sau. Em sẽ hướng dẫn với anh chị. Em đánh, mình sẽ đánh lớn trong sắp tới như thế nào. Thì em dự kiến là thị trường nếu mà thị trường nó tạo ra một cái trend mạnh á, thì em dự kiến là tầm khoảng tháng đến tháng rưỡi nữa. Nên là cái buổi học này em dễ rất là tầm khoảng cuối tuần sau thì mới tổ chức. Để khi mà chị học xong là thị trường nó quanh quanh ok thì có thể là chuẩn bị cho một dịp mới. Mà còn nhịp này tầm khoảng là 1, 2, 3 tuần tới á, thì mình đánh nhịp hồn thôi. Ok, rồi thì nắm nói rõ quan điểm như vậy anh chị ha. Tức là nếu anh chị nào mà không giỏi giao dịch, không thích đánh ngắn thì có thể đứng ngoài trong gì này luôn. À, còn nếu mà anh chị nào có giao dịch thì một á thì là anh chị giao dịch ít. À, còn hai thì anh chị nên phải có cái khả năng xử lý tình huống trong nhiệm sắp tới. Rồi tiếp theo đó, tiếp theo thì em sẽ nói vấn đề về cổ phiếu nha. Tức là về thị trường chung á thì anh chị cứ tóm gọn lại là gì? Là anh chị quan tâm thử là thị trường nó có ổn hay chưa? Thì sau cái phiên ngày hôm nay là thị trường nó vẫn chưa ổn. À, thì nếu mà ngày mai gì thị trường nó có xác nhận thì sau cái cây xác nhận đó tìm để mua các cái mã cổ phiếu với một cái tâm lý nó thoải mái hơn. À, còn nếu mà ngày mai mà thị trường nó cứ nó chưa xác nhận nó cứ lanh quanh lanh quanh hoặc là gì hoặc là nó xác nhận bị thất bại à, tức là nó không đủ điều kiện của một cái phiên xác nhận thì gì vẫn có thể giải ngân nhưng giải ngân gì với một cái trạng thái là mình sẽ gì chừng hơn mình sẽ cẩn thận hơn anh chị hình như không à, còn chị nào an toàn thì cứ đợi xác nhận à, và, và em nói với anh chị một cái tinh thần là gì là cái nhịp này chị đừng có sợ bỏ lỡ cơ hội từ từ cái mà cổ phiếu nó cũng có điểm mua vậy không con này thì con khác không bóng sản thì chứng khoán không chứng khoán thì khu công nghiệp nói chung tầm lâm ngành anh chị đánh <laughs> anh chị có nhớ là trong những cái nhịp như này không đây này anh chị có nhớ là trong những cái nhịp hồi như này đó, hoặc là trong những cái nhịp hồi như này anh chị có những nhịp hồi giai đoạn tầm khoảng 2020 á mới đầu là gì bóng sản sau đó là gì chứng khoán rồi khu công nghiệp rồi đến những cái đoạn gì đầu tư công tức là thấy trong những cái nhịp mà thị trường nó lên nó rủ nó lên nó rủ thì, thì, thì các cái mạng cổ phiếu nó có sự có rút xuất hiện rất là nhiều điểm mua nên là chị đừng có lo là nó bỏ lỡ câu hỏi mà anh chị quan tâm là ờ à, là thị trường nó tốt hay chưa tốt thì mình dùng vốn nhiều nhiều hơn xíu còn chưa tốt thì đi vốn đi vốn nó gì chẳng hơn và mình phải cẩn thận hơn đơn giản vậy thôi anh chị đừng anh chị đừng nghĩ nó nhiều quá anh chị anh chị nghĩ nó ít thôi tức là anh chị đơn giản hóa cái mặt về về gì về thị trường và cái cổ phiếu thôi ok đã thì em sẽ nói góc nhìn như vậy để anh chị nắm qua vấn đề về tiền chung nha rồi tiếp theo thì em sẽ nói vấn đề về cổ phiếu vấn đề về cổ phiếu ha thì hôm bữa thì trong tầm khoảng video ngày hôm bữa ngày thứ mấy đó ngày chủ nhật đúng không à, ngày thứ ngày thứ sáu ngày thứ sáu với ngày chủ nhật thì em có chia sẻ với anh chị là trong cái nhịp này á khi mà chị vào đầu tiên tức là khi mà chị có muốn mua mới đầu tiên á, thì chị nên tập trung hai nhóm à ba nhóm chứ thứ đầu tiên là nhóm bóng sản đầu tiên là nhóm bóng sản cái thứ hai là nhóm à, chứng khoán à, và thứ ba là nhóm khu công nghiệp bởi vì sao lại là hai nhóm này cái thứ nhất á, là ba à, nhóm này là ba cái nhóm nó có nhiều những cái mà cổ phiếu nó giữ giá rất tốt à, không phải là giữ giá mà gì gọi là nó nó bật sớm hơn thị trường à, ví dụ như là nhóm à, chứng khoán và nhóm bóng sản là nó bật sớm hơn thị trường này đặc biệt là bóng sản bóng sản thì cái phiên ngày thứ ngày thứ năm cái phiên này này cái phiên này là tuổi bóng sản nó đã mạnh rồi anh chị nhớ cái phiên ngày, ngày 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 18 và ngày 19 không? Tức là hai cái phiên này là cái phiên này là HDC nó vậy nó đã xanh rồi. Nếu anh chị để ý kỹ nè, cái phiên này HDC với lại thằng đất xanh nó buổi sáng nó xanh anh chị nhớ không? Rồi cái phiên ngày 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 19 tháng 10 á là cái phiên này, này là buổi sáng HDC DIG, Novaland xanh, đất xanh cũng xanh, nhưng mà buổi chiều ra tụ chứng khoán thì nó giảm. Đã chứ thật ra là gì là dòng bóng sản nó đã mạnh từ ngày 18 ngày 19. Còn cái phiên này thì cái cổ phiếu nó hồi thì mình không nói. Nhưng mà dòng bóng sản nó đã có dấu hiệu mạnh từ điểm này, này. Em ví dụ như thằng gì? Thằng HDC nha. Đây. Anh chị thấy anh, anh chị thấy là cái cái cây này, cái cây này thật ra anh chị, cái cây ngày 18 tháng 10 của thằng HDC đó, là thật ra là nó đã có. À, ví dụ cái ngày 10, 10, 19 tức là cái, cái, khi mà thị trường nó vẫn còn đang giảm đó, thì HDC anh chị nhớ là buổi sáng nó tăng 3% không? ở à, và cái phiên em đó em cũng nhớ là đất xanh là nó cũng tăng 3% buổi sáng tức là gì tức là cái bản chất là tuổi bóng sản nó là có cái dòng thì nó đỡ giá vào cây này rồi thì sau khi sau đó thì trường nó hồi kỹ thuật là nó hồi luôn nhà tức là dòng bất sản là cái dòng nó nó được đỡ giá trước thị trường một cây và trước các cái nhóm ngành kia một cây à, và nhóm ngành chứng khoán thì cũng trong chứng khoán thì nó đồng nhịp với thị trường còn dòng khu công nghiệp là cái dòng gì nó giữ giá tốt hơn ví dụ các ADC nó giữ giá anh à, nó đang đâu có giảm nhiều đâu nó không có giảm à, hay là những cái mã cổ phiếu như HSC nó cũng không có giảm nhiều so với các cái mã cổ phiếu khác thì nó chỉ giảm đúng một cây sau đó nó cân bằng đi lên luôn à, hay là những cái mã cổ phiếu như VGC nó cũng giảm không có nhiều tức là giảm đúng một cây anh chị thấy các cái mặt cổ phiếu nó giảm hai ba cây mà những những, cái mặt cổ phiếu như khu công nghiệp á nó giảm con cây thôi đó nên là đây là ba cái nhóm mà nghĩ là anh chị có thể theo dõi kỹ ở trong cái nhịp hồi này gọi là theo dõi đầu tiên tức là khi mà chị có anh chị đi vốn trong những nhịp đầu tiên anh chị ăn những cái vòng một á thì anh chị nên tập trung ba nhóm này đầu tiên thì bây giờ thì em sẽ tập trung phân tích về một số các cái mặt cổ phiếu nha đầu tiên thì em sẽ nhìn qua nhóm gì nhóm khu công nghiệp trước đây khu công nghiệp khu công nghiệp thì cái nhóm này nó dễ đánh nó dễ đánh là bởi vì bởi vì em thấy là nó không có nhiều những cái mặt cổ phiếu yếu tức là những cái mặt cổ phiếu nó đều như nhau nó đều tức là nó khá là đồng đều nó không phải nó, nó có hiện tượng phá đáy như là agr của nhóm chứng khoán tức là nhóm chứng khoán là những cái nhóm nó cũng tương đối mạnh nhưng mà có ar nó phá đáy này hoặc là những cái mã cổ phiếu như cts hay là những cái mã cổ phiếu như visa nó cũng phá đáy rất là sâu à, tức là cái sự đồng đều của nó không có quá mạnh mặc dù vẫn có nhiều cái cổ phiếu nhưng mà nhóm khu công nghiệp thì thấy là các cái, cái mã cổ phiếu thì thấy là nó vẫn đều giữ được đáy của nó nên là phân tích nhóm này trước thì với nhóm khu công nghiệp á, thì có một cái mã cổ phiếu kênh trên thì có thể là có thành idc thì nếu chị nào lấy idc ngày hôm nay chị lấy sớm thì mình là vẫn ok ngày hôm nay đã tức là ngày hôm nay nó là một một cái nó rơi xuống nó tế này nó có cái tế đi lên này thì em giá là chị nào lấy cái cái ngày này của thằng IDC mình là vẫn được em lấy là ngày là IDC vẫn được còn không á thì ví dụ ngày mai mà thằng IDC mà nó không nổ á, thì có thể chăm trước quanh tham chiếu ví dụ tham tham chiếu về lại giá đỏ thì chị vẫn có thể canh lấy với IDC được nếu mà ngày mai tức là ví dụ ngày mai mà tăng đi thì nổ bỏ à, nhưng mà nếu mà ngày mai mà quanh tham chiếu tầm tầm khoảng là cộng tức là từ 0,5% đổ lại tức là chị sẽ bị, bị bị, mua chậm một t đó, chị sẽ bị một chạm một tên, nhưng mà về giá thì sao về giá thì nó không có quá rủi ro thì ngày mai anh chị vẫn có thể canh được đã còn nếu anh chị nào sợ thì chị đợi điểm tết là còn nếu mà chạy bỏ qua nha ok đó là idc tiếp theo là có những cái mặt cổ phiếu như là vgc vgc thế là em thấy là cũng ổn anh chị nào mua ngày hôm nay thì em thấy vẫn được đó, hiện tại nó đã có một này nó đã có ba phiên tết rồi một phiên tết này hai phiên tết là ba phiên tết rồi thì em thấy là chị mua ngày hôm nay vẫn ok với với thằng vgc đã còn không thì em nghĩ là với nhóm khu công nghiệp á thì buổi sáng ngày mai thì chị có thể là lấy ra quanh tham chiếu nếu mà gì nếu mà không nổi có thể lấy lấy giao quanh tham chiếu nha qua tham chiếu tức là nó đừng có chạy quá xa tầm khoảng 0,5% độ lại còn gì là mua ngày hôm nay thì cũng là ok nhất này gọi là mua sớm cái điểm mua ngày hôm nay vẫn là cái điểm mua sớm gọi là điểm mua chấp nhận rủi rồi. bởi vì thị trường nó chưa có xác nhận thì điểm ngày hôm nay là điểm mua sớm nhé ví dụ IDC hoặc là VGC này ok test rất là đẹp rồi hoặc là có thằng GVR này Ồ, cũng ok Đó, ngày mai có thể canh được. được với GVR hoặc là có thằng BHR SJC này ok nói chung thế là bốn tất cả các cái mặt cổ phiếu khu công nghiệp thì em thấy là đều ổn Tức là em thấy là đều ổn trong trong phiêu ngày hôm nay. Để em xem KBC như thế nào. KBC thật sự với anh chị là em không thích cho lắm. <laughs> em không thích cho lắm Vì bởi vì em thấy là cái biên rơi nó hơi lớn xíu. Nhưng mà em thấy như là KBC nó vẫn lên được. Em KBC BC nghĩ là nhịp này phải về được tầm khoảng 33 đó, 33 34 á, Nó vẫn lên được đó. Thì anh chị nào có căn KBC thì anh chị, anh chị nên đợi nhịp test lại đi. Nó khả năng nó vẫn sẽ có những cái nhịp test lại nhẹ nhẹ nhưng mà sau này thì anh chị có thể căn cái nhịp đó anh chị lại. Nó sẽ, nó sẽ không test về là 29 đâu. Em là nếu mà nó có test nha thì nó test về tầm khoảng 30.5. 30 à, 30.5 30 là cùng à nếu chị có quan tâm KBC bởi vì thì cái thằng này cái biên rơi nó hơi lớn xíu nên là em không thích cho lắm thì nếu chị nào ưu tiên thì mình chị có thể ưu tiên IDC này à, BV, này GVR VGC với lại thằng HSC năm cổ phiếu này thì mang chị chọn cổ phiếu nào cũng được tùy khẩu vị của anh chị bởi vì cách mua nó như nhau à? à nó đã có những điểm test hết rồi à, nhưng mà như em nói với chị là khi mà chị giải ngân á thì một ngành chị chỉ nên giải ngân một mã thôi nha một khi mà chị giải ngân á, thứ nhất á, là một ngành một mã thôi cái thứ hai là gì cái thứ hai là không nên giải ngân quá nhiều cổ phiếu trong một ngày mà ví dụ một ngày á cùng lắm giải ngân hai mã thôi đừng có giải ngân ngày là 5 sáu mã hàng về kẹp chết kẹp lòi bi anh chị không đó, hàng về kẹp chết đã nên cứ lại giải ngân lại ra đó, thì anh chị có thể là quẹo lừa một số những cái mặt cổ phiếu như là nhóm khu công nghiệp thì anh chị theo dõi nhưng mà nói về vụ nó qua về cái mặt gì nó qua về cái mặt về 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 về, kháng cự thì em thích, em nhìn thì em thấy là những cái mặt cổ phiếu như BSR BSR hoặc là những cái mặt cổ phiếu như thằng GVR thì mới là cái khả năng thì cái cái nhịp hồ về cái mức lãi của nó nó cũng sẽ ok hơn còn VGC thì em thấy là bây giờ nó về lại trên này thì mức lãi nó vẫn hơi ngắn gì á Tức là mức lợi nhận thế là nó vẫn hơi ngắn xíu. Mức là nhận có thể là nó hơi ngắn. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như SSC bây giờ mà nó chạm kháng cự là 40 đi. Tức là nó về cái mặt về về trên thì năm cái mặt cổ phiếu nó vẫn ổn, nhưng mà về cái mặt về gì? hoặc là về cái mặt về uh, về về lợi nhận á. Tức là ví dụ khi mà chị mua chỗ này đúng không? Thì có phải là cái cản nó tầm khoảng 40 40.5 không? À? Thì ví dụ cái này là bị hơi ngắn xíu. À, đã nên là nói về cái mặt về 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 về, về kháng cự thì em anh chị nhìn một số những cái mặt cổ phiếu như GVR hoặc là BR nó sẽ ok hơn hoặc là chị cứ nêu thẳng những cái mặt cổ phiếu ở trên hẳn như thằng IDC bởi vì thằng ADC cái nền của nó là nó đã bước được cái nền rồi thì cái kháng cự này nó không phải là một cái kháng cự mạnh anh chị như không nhưng mà cái kháng cự này của thằng ADC là một cái kháng cự mạnh này. một này hai này ba này bốn này vậy hình như chị không đó, nên là ví dụ như anh nếu anh chị nào mà không quan trọng về cái mặt gì không quan trọng về cái mặt về kháng cự bởi vì chỉ là kháng cự là nó sẽ là cái điểm mình bán hoặc là có cái điểm là cái vùng đó có thể là cái cổ phiếu nó sẽ gặp rung lắc đã thì anh chị có thể chọn những cái mặt cổ phiếu nó nó xa xa kháng cự xíu thể là GVR hoặc là có thể là thằng rồi còn nếu mà trên mạng hẳn thì cứ canh thằng IDC để canh rồi đó là nhóm ở uh, uh, khu công nghiệp ha rồi tiếp theo là nhóm bón sản bón sản thì em vẫn quanh quanh một số cổ phiếu cho mọi người thôi đầu tiên là với xe sale. sale thì khả năng thì nó đã chạy rồi thì chạy như thế này á, thì khả năng phải canh lại gì canh lại một cái nhịp rũ tức là nó đã nó đã test lại hai đáy như vậy một này hai đáy này thì khi mà những cái mặt cổ phiếu mà nó về lại kháng cự em em kỳ lưu là thằng, thằng sale nha nó không có vượt qua được một mốc hai hai ngăn đâu nó về vùng này chắc chắn nó sẽ chuẩn nó sẽ có hai cái chuẩn một á, là nó sẽ tích lũy ở phía trên tức là nó như này này à, tức là nó sẽ tích lũy ngang ở phía trên là vô thấp cái thứ hai á, nó khó chịu hơn là nó có thể có một cái nhịp gì Rũ. tầm khoảng ba bốn phiên đó thì chỉ có thể canh cái nhịp tích lũy ba bốn phiên hoặc là một cái nhịp rũ ba bốn phiên mà vôn nó thấp anh chỉ canh anh chị mua được với xe nha ok hoặc là thằng hdc cũng tương tự đây này nó cũng đã có một cái nhịp rũ như thế là thì khả năng khi mà những cái mặt cổ phiếu về lại ba á em là cái vùng cản của nó rồi thì khi mà nó về vùng này nó sẽ có rủ nó sẽ có rủ nhẹ thì chỉ rủ anh chị canh nhịp đó đến chị đặt với HDC nha HDC thì mới là khi mà nó rủ một nhịp nhẹ mà nó bước khỏi 32 á thì cái tay gác của em tầm khoảng là 36 37 phía trên này với HDC đây là hai cái mặt cổ phim rất là tâm đắc và em đã nói với anh chị rất là sớm nha với HDC và lại xe thì em đã hướng dẫn chị rất là sớm đó thì anh chị nào không mua được ở dưới thì có thể canh nó về nó về kháng cự rủ lại thì có thể canh được với HDC và lại sao Ok, rồi, ok, hàng này ha, ưu tiên hàng này Còn anh chị nào muốn cái firm nó cũng giống tương tự HDC và sale nhưng mà nó nó hiền hơn xíu tức là tính cách của nó thì nó hơi nó hơi lù lùn xíu thì có thể canh nam long anh à, chị nào tiền lớn á nam long thì cái phương của nó cũng đã tạo đáy rồi này một này hai này ba này Nó đã tạo đáy rồi chị tiền nó cũng vào rất là tốt rồi thì nam long khi mà nó về cái cảng quan tâm giá tầm khoảng 34 xin lỗi chị 35 35.5 nó sẽ có rủ Nhiều không nó sẽ có rủ chứ nó không có lên được ngay đâu nó sẽ có rủ bởi vì cảng này là cảng mạnh thứ nhất đó, nó là cái cảng của ở phía trên này cái thứ hai nó là cái nền phía trên này nó một cục kịp hàng phía trên cho nó không lên được ngay đâu nên là về tầm khoảng em nghĩ là ngày mai ngày mốt mà nổ lên chị đừng có đu nha cứ để cho nó nổ lên nó rủ lại thì chị có thể canh mua chị mua được anh ok đó thì mới là 3 cái với là ba cái mà cổ phiếu cái phơm ok nhất đó là nam long bdr với lại thằng sao với lại có thằng bdr nữa ok bốn mã bdr thì mới là canh nếu mà buổi sáng ngày mai thì chị vẫn có thể canh lấy được nếu mà cái mà cổ phiếu này không nổ còn nổ thì bỏ qua à, bởi vì nó vẫn đang còn quần quanh nổ trợ này thì đây là bốn cái mặt cổ phiếu em, 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 nhìn là nó firm nó ok nhất còn những cái mặt cổ phiếu như DG nó không có điểm mua gì những cái mã cổ phiếu như thế này á, em ví dụ như anh chị nào bắt đáy như này á thì gọi là anh chị vừa vẫn về vẫn có lãi nhưng mà anh chị là ví dụ như bắt đáy mà không quan tức là bắt đáy thì nó sẽ là một cái trường phái rất là khó vậy ví dụ như là những người người ta bắt người ta đã bắt cây này rồi mà bắt cây này sao về lỗ 10%, 12% anh chị nhưng tức là cái vấn đề về bắt đáy á nhiều chị hỏi là ờ đạt ơi sao thằng sao không bắt thằng đê rồi em nếu anh em cho anh chị bắt là chị đã bắt vào cây này rồi họ làm cho anh chị bắt vào cây này rồi đúng không nên là vấn đề về bắt đáy á cũng hên xui tức là ví dụ như bắt trúng là bắt trúng là có lãi, bắt trúng thôi. <laughs> Đó, nên là những cái mà cổ phiếu mà nó rơi như kiểu như Dg thì em nghĩ là phải nên chờ lại đấy hai, Còn không có đấy hai bỏ. tức là mình chỉ mình gì, mình chỉ biết cái gì mình mình biết thôi, tức là mình chỉ mua những cái gì mình hiểu thôi, vậy còn cái gì mình không hiểu bỏ qua. bởi vì đúng không? bởi vì khi mà chị mua nó rất là dễ, nhưng mà khi anh chị bán coi, cắt lỗ cực kỳ khó. đã nên là chị ví dụ như cái mà cổ phiếu là đúng cái phơ mà mình mua còn không thôi. À thì Dg thì mấy cái độ này cũng rất là tốt, thì anh chị có thể canh chờ đấy hai chị mua được. với Dg nhà đất Xanh tương tự đất xanh qua lại D rồi đó, đất xanh nhiều người hỏi là vì sao cái này không phải là đáy hai bởi vì chỉ là cái nhịp giảm này anh nhìn thấy nó lớn hơn cái vô bên, bên này không anh nhìn hình không tức là cái nhịp giảm này cái vô nó lớn ở bên này thì tức cái này mình mình vẫn đang tính cái nhịp này vẫn là đáy một thôi chứ chứ mà không thể là đáy hai được bởi vì cái bản chất của gì bản chất của hai đấy là cái vô của cái nhịp thứ hai á nó phải thấp hơn cái nhịp thứ nhất mà nên là cái này mình bỏ tức là cái này mình không tính mình phải tính cái này là đáy một này vậy. rồi nó rồi nên nó sẽ có một nhịp để là đáy hai á thì chỉ có thể canh được ở với đất xanh đất xanh với lại dg thì nó sẽ khó tìm để mua hơn một chút xíu anh chỉ thấy nó mạnh nó mạnh đúng không nhưng mà tìm để mua khó lắm không phải dễ đâu <laughs> ok đã. thì đó một số những cái mặt cổ phiếu bất sản thì quanh quanh thì em chỉ biết cho anh chị một số những cái mặt cổ phiếu như vậy thôi những cái mặt cổ phiếu nào ok thì em sẽ đánh giá với mọi người tức là những cái mặt cổ phiếu tối ưu nhất ở thì em sẽ giới thiệu với anh chị là như vậy ok đó, nói chung là nhìn qua nhìn lại thì thấy là bốn cổ phiếu đó là ok nhất rồi nam long này nam long HDCC với lại bdr nói chung chỉ cứ quanh quanh bốn mẹ đó thì đánh cũng ớn rồi vậy không cần tìm quá nhiều đâu còn đất xanh với lại DG thì chị có thể chờ đấy hai nha anh chị nào có canh thì có thể chờ đấy hai còn vì nhiều cho họ là chốt ngắn hạn thì mới là quanh vùng này thì có thể chốt một số cổ phiếu rồi ví dụ như DG này DG nếu chị bắt ở, bắt ở dưới nha thì vùng này là vùng chốt à, hoặc là những cái mà cổ phiếu như gì đất xanh đây à, ví dụ chị hôm bữa bắt ví dụ ngày hôm nay về vùng này là vùng chốt bởi vì vùng cản này vùng cản ngắn này bởi vì những cái mà cổ phiếu là những cái mà cổ phiếu nó thuộc hướng xuống hướng xuống thì khi mà nó hồi nó sẽ rũ nó sẽ giống như KBC đó nhé này tức là như thế nào? tức là như thế là những cái mặt cổ phiếu mà nó mà nó mà nó cái trên nó bị xuống thì khi mà nó hồi lên một nó quay về, về, về quán thắng cự đó nó sẽ bị rủ một cái gì phía sau là nên là những cái mặt cổ phiếu mà nó đang hồi mà nó chéo chéo như là KBC xin lỗi chị như thằng đất xanh với lại DG á, thì mới là chốt nó sẽ ok còn những cái mặt cổ phiếu mà nó nó cân bằng được tức là nó tạo đấy nhưng mà nó tạo được cái sự cân bằng dưới như thằng XE đi hoặc là HDC á, hoặc là những cái mặt cổ phiếu Nam Long á, thì những cái mặt cổ phiếu này chỉ có thể chốt một phần hai thôi chốt một phần hai để ví dụ như là cho nó rủ nó biến động nó rồi mình chốt một phần hai rồi sau này nó rủ mình tìm cái điểm mua mình mua mình mua thêm lại vì bởi vì những cái mặt cổ phiếu này những cái mặt cổ phiếu nó đã cân bằng rồi nó giống như là nó đã có nó đã trù vững á tức là nó nó nói chung là nó nó là gì nó là kiền ba chân rồi này. ví dụ như là nam long này ba đáy này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như sale này một hai này nó nói chung là kiền nó cũng đã cứng nó rất là cứng rồi. hoặc là hdc này này nó tết tết là tết liên tục này đó, nên là gì là những cái mặt cổ phiếu này cả đấy là cả ngắn em nói chỉ là những cái mặt cổ phiếu hdc nó không có vượt qua được cái vùng này trong ngắn hạn đâu nó có vượt qua nó rủ rủ nó nó tết tổng các kiểu à đã nên là chỉ có thể canh. ok ha rồi đó là dòng À, bất động sản tiếp theo là dòng chứng đi ha dòng chứng thì em nhìn qua một nhanh nha dòng chứng thì em nghĩ là ngày hôm nay nếu gì nào lấy thì anh chị vẫn có thể lấy bê ai được dòng chứng thì em nghĩ là nếu như là mua sớm ngày hôm nay nha tức là anh chị nào mua thấy cung ngày hôm nay thì anh chị vẫn có thể lấy bê ai này à, anh chị lấy một số những cái mặt cổ phiếu như thằng fcm này lên giá là vẫn có được nếu mà anh chị mua gần được quanh cái vùng này à, thằng uh, những cái mặt cổ phiếu như thằng ss uh, này ssi này rồi uh, vít này uh, vnd VND em đến giá ngày hôm nay có rất nhiều những cái phiên tất cung của thằng một số những cái mặt cổ phiếu ví dụ là một số ví dụ như VND này nó rơi này test này test này test này là cái phiên ngày hôm nay cái vô nó rất là thấp anh chị phiên ngày hôm nay tích cũng rất là đẹp thì em nghĩ là anh chị nào mua ngày hôm nay vv nào đem đánh với là vẫn được nha vẫn được cũng không á thì anh chị có thể mua vào đầu phiên ngày mai này em sẽ hướng dẫn chị về cách mua nha em, cách, hướng dẫn anh chị một cái cách mua chung của những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nha tức là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó rơi nó đã rơi như này á tức là ngày hôm nay nó đã nó, nó đã tái cung thứ nhất là nó vẫn nó về lại vùng đáy được tức là những cái mặt vì sao em lại chọn những cái mặt cổ phiếu như vnd mà em không chọn những cái mặt cổ phiếu như cts là bởi vì những cái mặt cổ phiếu này nó rơi cái biên nó bị lớn quá tức là mặc dù á, có thể là khi đi lên những cái mã cổ phiếu như CZ nó có thể tăng nhiều hơn thằng VND nhưng mà nhìn ở đây là mình nhìn mình nhìn, phải khi cái mã cổ phiếu nó có giảm nó giảm á, thì cái gì nó sẽ đỡ cho nó anh nhìn đúng không đó thì ví dụ như khi mà chị mua những cái mã cổ phiếu mà nó rũ như này á, thì những cái vùng hỗ trợ này nó sẽ đỡ cho những cái mã cổ phiếu cho mọi người đó thì anh chị có thể canh những cái mã cổ phiếu như VND này đó, hoặc là những cái mã cổ phiếu như SHS này ngày này cũng sẽ cùng cũng cũng tương nó đẹp hoặc là những cái mã cổ phiếu như thằng SLI này đó thì ví dụ khi mà chị mua chỗ này mà nó gãy như cái mốc đáy cổ này là anh chị bán coi Bản thân. khi mà nó gội rãy như cái móc đấy cổ thì tầm nhớ là tầm khoảng có ba ba phẩy năm phần trăm không có nhiều lắm vậy không nhiều đâu. đó thì nếu mà ngày mai buổi sáng mà nó không nổ thì chị có thể canh mua sớm được. ra nha, à, VND này, rồi uh, Ss cũng ok Nếu chị nào đánh vốn lớn thì có thể ba coi theo dõi ba cổ phiếu này. Còn nhỏ thì có thể theo dõi uh, thằng BSI, à, BSI với lại thằng FCS. Nhưng mà theo cái góc nhìn của em nha theo góc nhìn của em thì chị nên ưu tiên thằng, thằng 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 BSI hơn xíu. Bởi vì á, uh, nhiều nhỏ nhiều là vì sao lại yêu thằng BSI hơn thằng FCS xíu? Bởi vì thằng FCS nó bị dính cái cây này này cái cây này vô nó hơi nó nó vô nó bị lớn á thì thông thường á thông thường khi mà những cái mặt cổ phiếu nó giảm mà nó trong một cái đài giảm mà cái vô nó bị lớn á, thì thông thường cái đoạn phía sau nó sẽ cân bằng bị lâu hơn nó sẽ lâu hơn đó, nên mà là chỉ nằm vốn nhỏ nhỏ vốn nhỏ nhỏ thì có thể canh thành, thành bếp ai bởi vì bếp ai cái vô nó không đặc biến giống như cây này mà cái vô nó cũng vừa phải thôi nó cũng lớn nhưng mà nó không lớn giống như, như, như fgs đó, nên gì có thể canh thành bếp ai được ok ha Ok, còn chị nào lớn lớn thì có thể canh những cái mặt cổ phiếu như thằng VND hoặc SLI, và cái điểm bán thì điểm bán là đóng cửa mất cái mốc này nha. Ok, là cái quan cái cổ này điểm bán. Không hồi chiều thì em đo em thấy là không có nhiều lắm đâu. Này em đo cho mọi người này nha. Nên ví dụ như thằng à, ví dụ như thằng SLI này đi. Ví dụ nó SLI mà nó gãy vùng giá tầm khoảng nhiêu nó gãy tầm giá tầm khoảng 29.8. 29.8 thì chị lỗ tầm khoảng à, 3, 2 không có nhiều. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như VND đi nó gãy vùng giá tầm khoảng 19 thì nó lỗ nhiều gãy 19 thì lỗ tầm khoảng 3,8 phần trăm không nhiều mức đó là mức cắt lỗ được anh vậy bởi vì khi mà chị đánh ngắn thì cái mức cắt lỗ của anh chị tầm khoảng 4-5 phần trăm thì nếu mà chị mua ở một cái vùng nào đó mà gì mà cái mức cắt lỗ của anh chị không quá 5 phần trăm thì nghĩa là vẫn có được được rồi để xem thằng bếp ai thế này bếp ai thì gì từ vùng này vùng này mà gãy đi vùng này mà gãy mà tầm khoảng gãy tầm khoảng 5 phần trăm 5,3 phần trăm đã thì chị có thể cân đo đong đếm nha cân đo đong đếm với các cái mã cổ phiếu về mặt điểm mua thì mới giá nhiều những cái mã cổ phiếu nào đã có điểm mua rồi rồi thì đó là ba cái những mã em nghĩ là ưu tiên ok à, thủy sản thủy sản thì em nghĩ là phải đợi thủy sản thì bởi vì cái biên rơ nó lớn nha thủy sản với lại thủy sản là đầu tư công thì từ từ em sẽ đánh giá với anh chị sau bởi vì những nhóm anh này là những nhóm anh đã tạo đấy sau nên là từ từ mình sẽ đánh giá thủy sản sau nha anh chị thủy sản này cảng biển này phân bón hóa chất này thì từ từ thì em sẽ đánh giá với mọi người sau tức là hiện tại là gần như nó khó giảm nữa nhưng mà nhưng mà điểm mua thì chưa có mà điểm mua chưa có thì từ từ sẽ đánh giá mọi người à, tiếp theo là với nhóm thép nha nhóm thép thì mới là đợi là nam kim nam kim hiện tại đang trong đáy một à, thì nó có thể canh lại đây hai có thể canh bắt nam kim được nếu mà rủ là đây hai mà nó có một cái phiên tách cung thì có thể canh đá bắt nam bắt nam kim thì với thằng nam kim thì mình là vẫn chưa có điểm mua đâu nhưng mà nam kim thì chưa nam kim thì phải đợi lại đây hai À, đầu tư công đầu tư công thì hôm bữa thì em có nghĩa với anh chị á. tức là với những cái mặt cổ phiếu mà bcc họ là tái một cái khác b tức là những cái mặt cổ phiếu như này á, thì những cái mặt cổ phiếu anh chị phải đợi ít nhất là phải hai ba đáy của nó bởi vì những cái mặt cổ phiếu đầu, tư công thì nó rơi rất là sâu nên là những cái mặt cổ phiếu đầu tư công thì cũng là phải đợi nào ví dụ như vcg những cái mặt cổ phiếu hv thì phải đợi đấy hai đấy ba đừng có mua vội à, hôm bữa thì em có nốt anh chị với hai cổ phiếu đầu tiên là với ctd ctd ngày hôm nay trần luôn anh chị anh chị hôm bữa anh chị có nhớ là nhóm đầu tư công thì em bảo là lưu ý ctd không? CD ngày nay trần luôn <laughs> nó chạy tức là nó chạy trước thì trường luôn gì ha, đó thì tôi ngày hôm nay trần luôn rồi bỏ những cái mà cổ phiếu nó chạy như này bỏ chị ha à? thì chị có thể canh đặt phương đặt phương thì để xem nó có rủ lại không có những cái mà cổ phiếu nó đi ngang nó rủ lại cái đấy hai á à, để anh xem anh chị thường thì nó sẽ có rủ lại mỗi nhịp đấy hai thì chị có thể canh cái nhịp đó để anh chị anh chị anh chị anh chị theo dõi còn không có như này nha còn không á thì chị có thể giải ngon cái nhịp này một ít bởi vì như nói gì này ví dụ khi mà chị giảm ngân được qua cái vùng này ví dụ như cái mà cổ phiếu nó có rủ á thì nó cũng không có chạm được cái mức cắt lỗ của mọi người đâu nên chị có thể giải ngân cái vùng này một ít một ít à, rồi ví dụ như là nó rủ xong mà nó hướng đi lên thì chị có thể giải ngân thêm nó không phải là dạng kiểu giải ngân giải ngân theo kiểu gia tăng như vậy tức là cái cái em nói em hướng dẫn của chị là vừa rồi với thằng đạt phương á nó không phải là cái dạng giải ngân theo kiểu gia tăng như này nè em ví dụ anh chị định giải ngân với cái mã cổ phiếu này là ví dụ anh chị có 1 tỷ đi anh chị định giải định, định, ngân với cái mã cổ phiếu này là ví dụ như là 15% phần em ví dụ là anh chị giải ngân là tầm khoảng là 100 150 triệu đúng không thì ví dụ khi mà chị định giải ngân với cái mã cổ phiếu này mà ví dụ bây giờ mà anh chị chạy ngân trăm rưỡi qua cái vùng này á thì chị hơi sợ anh chị hơi sợ À, thì anh chị có thể giải ngân là gì là 50 triệu trên đoạn này tức là 50 triệu quanh giá hiện tại và nếu mà cái mà cổ phiếu nó có rủ đi nó có rủ nó rút tăng lên gì anh chị có thể giải ngân thêm giải ngân thêm năm thêm mình một trăm triệu à, chứ không phải là anh chị thông thường mình giải ngân thiếu trên á làm sẽ giải ngân là trăm rưỡi chỗ này và khi đi lên là giải ngân trăm rưỡi đúng không tức là gì tức là cái vốn chỉ 300 thì không phải là giải ngân chỗ này tức là cái vốn một trăm rưỡi mình chia ra mình chia ra trong cái phần trăm rưỡi này nè tức là mình chia ra để cho mình né cái trường hợp là cái mà cổ phiếu nó có thể, có thể bị rủ đó. chứ không phải là giải ngân giống như kiểu gia tăng giống như kiểu đánh trên nhiều nhiều điều nha đó à, thêm cái là đạt phương thì ok đó, nhóm này có đạt phương này đó, nhóm gì nữa không ta rồi nhóm bán lẻ bán lẻ thì cái FRT FRT thì là vùng này chỉ mua không khá lỗ nhưng cái FRT vùng này chỉ mua vẫn được nhưng FRT khả năng nó vẫn sẽ đi nha anh nhiều thích FRT thì hiện tại cũng đang nó cũng đang test này thì FRT thì vẫn vùng này chị vẫn có thể lấy được đi xuống thì mình đánh giá là nó cũng test test này nó cũng test ba lần rồi anh chị cũng có thể lấy được bởi vì khi mà chị mua cái vùng này á cùng lắm mất cái vùng này cắt lỗ tức là cái mức cắt lỗ nó không có quá lớn anh chị hình dung không tức là cái vùng này cổ phiếu cân bằng cổ phiếu Tết mà khi mà chị bán ví dụ nó có gãy một này đi nó gãy là tức là nó gãy là mình bán tức là nó là một cái vùng mà nó có gãy mình cũng sẽ bán tức là nó mình chấp tức là nó đáng để chấp nhận rồi đó à, thì nó nên là với cái mà cổ phiếu đặc phương thì nó vẫn ok đó, thì quanh quanh một số cổ phiếu đó dầu khí đi ha dầu khí điểm xem bvs như thế nào bvs làm thấy chưa chưa đợi thêm ha bvs thì nghĩa là khả năng cao tầm khoảng một hai cây nữa nó sẽ có cái tết cung ví dụ nó rơi này của ừ, nhà rơi nó tết này, nó tết, khả năng ví dụ ngày mai nó có thể nhúng xuống nó có cái tích cung thì có thể canh chiều ngày mai có thể canh lấy BVS được nếu có tích cung. BVD em tương tự, ha. BVD hiện tại đang tích lũy thì có thể đợi một cái một tích lũy thêm. Nếu ví dụ nó test cung một hai cây nữa thì vẫn có thể lấy được. Thì dầu khí chú ý một cổ phiếu này. Đó thì, thì nói chung là tóm gọn là chị trong cái video ngày hôm nay là như vậy. Đó, thì tóm gọn là, là gì? Thì hồi nãy giờ đó, thì em hướng dẫn với chị rất nhiều điểm mua cái của cái cổ phiếu. Thì anh chị ghi nhớ trong đầu giúp em một cái điểm là gì? Là khi mà chị mua một cái mã cổ phiếu một cái mã cổ phiếu nó ok á thì nó sẽ có hai cái đầu cái đầu thứ nhất là đầu thị trường và cái đầu thứ hai là cái đầu cổ phiếu à, tức là gì tức là có nhiều cái cổ phiếu nó có điểm mua rồi nhưng mà thị trường chung nó không có ổn anh chị như mà ví dụ như là hồi nãy em hướng dẫn với nãy giờ em hướng dẫn với chị rất nhiều điểm mua nha nhưng nếu mà ngày mai mà thị trường nó sập á thì anh chị vẫn lỗ như thường <laughs> anh chị vẫn lỗ như thường anh chị hình như cái điểm này không chứ không phải là cái điểm mua là nó chạy đâu vậy bởi vì nó sẽ phụ thuộc vấn đề về thị trường chung đó nên là gì nên là ví dụ trong khoảng ngày mai em ví dụ ngày mai thị trường nó không có bùng nổ đi cổ phiếu nó có mua anh chị cứ mua vẫn mua được nhưng mà gì nhưng mà mua với một tỷ trọng nó cân nhất kỹ xíu tỷ trọng nó hài hoàng xíu chứ đừng có mua full anh chị nhau còn ví dụ như ngày mai mà thị trường nó có xác nhận à, thì ví dụ cái cái mặt cổ phiếu nó có điểm mua thì mình giải ngân nó sẽ thoải mái hơn xíu ý em là như vậy đó thì hiện tại sau thị trường sau cái phiên ngày nay thì hiện tại là thị trường nó vẫn chưa có gì nó vẫn chưa có xác nhận đó thì hồi nãy về cái phiên xác nhận thì em đã hướng dẫn anh chị kỹ rồi đó, nói chung là ngày mai thì anh chị theo dõi là đầu tiên là thị trường nó buổi sáng tầm khoảng mười giờ mười rưỡi thứ nhất thanh khoản nó như thế nào thứ hai có dòng nào dẫn dắt về mặt dòng tiền hay không đặc biệt theo dõi gì đầu tư công xin nói chuyện đặc biệt là theo dõi gì bất động sản à, bất động sản khu nghiệp với lại là chứng khoán ba nhóm mà nói thì nghĩa là nó sẽ nó sẽ có tín hiệu trong tầm khoảng 10 giờ 10 rưỡi 10 giờ 11 giờ ngày mai cái thứ ba là chị theo dõi về cái sự lan tỏa à, theo dõi tầm khoảng là, ví dụ ngày mai là như thế nào ví dụ ngày mai mà thị trường mà tầm khoảng là 200 mã giảm thôi bỏ ngày mai ví dụ tầm khoảng 400 mã tăng à, 400 mã tăng 3, 380, 400 mã tăng tầm khoảng vài chục mã giảm thôi được Chứ ngày mai mà tầm khoảng 200 mã giảm thì cũng không ngon lắm. Đó thì anh chị theo dõi kỹ cái phiên ngày mai là như vậy giúp em. Ok. Rồi tiếp theo là ngày mai. Ví dụ nếu thị trường nó chưa có điểm mua. À xin lỗi chị. Nếu mà thị trường anh chị thấy là ờ. À, là thị trường ngày mai nó đủ là một cái phiên xác nhận. Thì nếu mà cái mặt cổ phiếu này. giờ mình anh chị theo dõi á. Hồi nãy em có hướng dẫn với chị một số những cái mặt cổ phiếu nó mua á. Thì khi mà chị mua á. Ví dụ là ngày mai nó chưa có xác nhận khi mà chị mua nha. Thì nếu mà chưa có xác nhận thì chị mua ít. Còn có xác nhận thì chị có thể mua nhiều hơn. À, và rải ra. Ví dụ ngày mai là mua một mã hoặc là mua hai mã đó rồi ngày mốt là mua thêm chứ đừng ngày mai mua bốn năm mã là nguy hiểm tức là hồi nãy em hướng dẫn của chị là có nhiều những cái mã cổ phiếu 15 20 mã đúng không nhưng mà ngày mai nó chọn một hai cổ phiếu nó tối ưu thôi mua đó. chứ đừng là mua nhiều quá ví dụ như là ngành, ngành chứng khoán chọn mã hoặc là ngành của khu công nghiệp chọn mã rồi mua hai mã là vừa đó. thì anh chị theo dõi đến chị những ngon tức là quan trọng không phải là xử lý vấn đề về tức là không phải nhiều lúc không phải là về cổ phiếu đó anh chị mà xử lý vấn đề về vốn và xử lý vấn đề về đi vốn nữa anh chị ok ha đó. còn như em nói với anh chị là anh chị nào mà sợ thì cứ đợi thị trường nó xác nhận chị mua Nói, nói chung là cái gì nó cũng phải có cái đánh đổi rủi ro thôi chứ chứ không phải là chị hỏi là đạo ơi à, làm sao mà để mà để mình mua sớm mà mình an toàn được em làm sao mua tới sớm để an toàn <laughs> em nói với chị là những người bắt đáy những cái phiên như này á, là có nhiều người cục tay bắt vài tức là bắt 3 phiên mà đúng đường cây vậy chứ không phải là bắt 3 phiên là đúng hết ba phiên đâu đúng không anh chị thấy đúng không tức là hôm bữa anh chị bắt đáy anh chị anh chị thấy đúng không tức là cái vấn đề về bắt đáy á, là cái vấn đề gọi là người ta có chấp nhận rủi ro hay là không đã, và khi người ta chấp nhận ra thì người ta có thể chấp nhận lỗ người ta có thể chấp nhận các lỗ và đến dù đến bắt phiên này phiên này thì người ta mới lại được Đã, còn ví dụ anh chị nào không không chịu bắt đáy hoặc là không có vấn đề gì đó thì chỉ cứ đợi thì chúng nó xác nhận để chị mua anh chị sẽ mua cao hơn và hạng một hai phần trăm gì đó nhưng mà như em nói với anh chị là thị trường này anh chị đừng có sợ bỏ lỡ cơ hội thị trường nó lên đó, nó sẽ có rung lắc thôi chứ nó không có lên được nhanh đâu nó cứ lù lù nó lên nó rủ lên nó rủ nhiều lắm Đã, thì anh chị tập trung một số cái vấn đề như vậy nha thì hy vọng thì anh chị sẽ xử lý được tốt trong những cái phiên như ngày mai cũng như là trong những cái phiên sắp tới ok Đã, còn nếu anh chị nào muốn đánh một cái trend nó lớn hơn và xử lý một cái thị trường nó ok hơn hoặc có chị nào không thích đánh trong nhịp này á nhịp này thì em đã vẫn hướng dẫn với chị là về đánh nhịp ngắn rồi đó, nên là sắp tới mà chị nên muốn đánh một cái trend nó lớn hơn thị trường nó chuẩn bị nó ok nhất á. thì chị có thể tham gia cái buổi học của em trong và chủ nhật trong tuần sắp tới vào ngày 5 tháng 11 là học online như vậy thì em sẽ hướng dẫn của chị là một số các điểm mình sự chuẩn bị cho một cái trận đánh sắp tới tầm khoảng tháng nữa em là tầm khoảng tháng tầm khoảng tháng tháng, tháng rưỡi nữa thì thị trường cái trend của thị trường nó sẽ si mạnh đó, thì bây giờ thì em cũng đang chuẩn bị rất là kỹ để có thể chuẩn bị cái nhịp tốt nhất cho cái nhịp sắp tới đó, nên là chị muốn tham gia cái buổi học này để được em chia sẻ kỹ hơn á thì chị có thể liên hệ qua bạn trợ lý của em số điện thoại là 0903 903 166 để có thể là đăng ký cái buổi học này à, tuần sau thì em sẽ chia sẻ với mọi người rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha để theo dõi cái video của em ngày hôm nay à, thì trước khi mà chị rời đi thì chị nhớ like nha tặng cho em một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu chị chưa đăng ký tham gia buổi học thì liên hệ qua bạn trợ lý của em rồi cảm ơn chị rất là nhiều chúc mọi người và gia đình của mình có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và thật sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video cũng như trong cái buổi livestream của em sau Dạ xin chào cả nhà.